ông Kostas Sarantidis, Nguyễn Văn Lập người Hy Lạp đặc biệt, một người lính da trắng của bộ đội Cụ Hồ. Năm 1943, ông bị bắt đi lính để đưa sang Đức, phục vụ cho chế độ phát xít Hitler. Đến Nam Tư, ông trốn thoát. Đến Thế chiến 2, ông không thể trở về Hy Lạp nên bị tham gia vào đội quân Lê Dương của Pháp để tới Đông Dương. Năm 1946 khi tới Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Lập đã quyết định đi theo mặt trận Việt Minh khi chứng kiến cảnh tàn khốc chiến tranh Việt Nam. Ngày 9 tháng 11 năm 2010, ông được Chủ tịch nước ký quyết định Công nhận là công dân Việt Nam. Tháng 5 năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định phong tặng ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông qua đời ngày 25 tháng 6 ở tuổi 94.